Ai cũng mong muốn mình sống khỏe, không ốm đau bệnh tật, đặc biệt là không bị mắc căn bệnh ung thư. Thế nhưng, có nhiều người không may mắn đã mắc căn bệnh nan y đó. Khi nghe đến ung thư, hầu hết người bệnh đều suy sụp và rất khó để đối mặt. Các triệu chứng của căn bệnh ung thư khiến cho cơ thể người bệnh ngày càng suy kiệt, sức đề kháng của cơ thể cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy, nếu người bệnh cứ lo âu, suy nghĩ tiêu cực, thì vô hình chung đã làm cho sức đề kháng ngày càng yếu thêm. Tuy nhiên trong số ấy, vẫn có những người dũng cảm đối mặt với căn bệnh. Không những thế, họ còn vượt qua sự đau đớn về thể xác để nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, yêu đời, vui khỏe và truyền lửa cho những bệnh nhân khác. Anh Nguyễn Trọng Hùng là một trong những chiến binh ấy. Thì cái điều trị ung thư thì nó rất là đau đớn. Tức là anh bảo là những cái đau đớn mà bệnh nhân ung thư phải chịu đựng ấy, thì chỉ có những người bệnh như anh thì mới hiểu được. Đến cả chị, anh nói thẳng là đến cả vợ rất là hiểu, rất là yêu thương anh, nhưng mà vẫn không thể biết được là cái nỗi đau người ung thư chịu là nó lớn đến, nó đau đến mức nào. Em cứ tưởng tượng là thấy người ta ví dụ như là đau lắm và rơi xuống hố hay là cái gì đấy mà mình nhìn thấy, nhưng mà mình không cứu được, không làm gì được, thì mình thật ra là đau này, kiểu bất lực ấy. Anh Nguyễn Trọng Hùng, 36 tuổi, là bệnh nhân mắc ung thư máu cấp tính, một trong những thể bệnh rất nguy hiểm. Sau một năm điều trị hóa chất ức chế tế bào ác tính, giờ đây căn bệnh quái ác đã tái phát, tấn công mạnh toàn bộ cơ thể, đe dọa tính mạng anh Hùng. Những ngày này, anh Hùng phải điều trị liên tục 24/24 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vì tế bào ung thư tăng sinh rất nhanh, cơ thể anh đã yếu ớt, suy mòn rất nhiều. Hơn một năm qua, dù đã phải chịu đựng những đau đớn, mệt mỏi vô cùng, thế nhưng anh vẫn luôn là một trong những người chiến đấu với bệnh tật bằng niềm hy vọng không bao giờ tắt. Đối với anh, ung thư không phải là dấu chấm hết, chỉ là khi đó cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Có thể nói là một cú sốc về tinh thần, nhưng rất nhanh thôi. Tôi đã thực sự là chấp nhận nó và nghĩ rằng là cái việc để đối đầu với nó thì cái việc quan trọng nhất của mình là giữ được tinh thần tốt để điều trị bệnh. Nếu mà để đánh mất tinh thần thì tôi nghĩ rằng là cái việc điều trị nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng muốn gửi gắm đến những cái người không may mắn bị bệnh như tôi, tinh thần là rất là quan trọng, và mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng tìm những điều vui vẻ nhất, những nụ cười. Chúng ta tiếp xúc với nhân viên y tế, với tất cả bạn bè của mình bằng một cái tinh thần sảng khoái và thoải mái nhất có thể. Thì lúc đấy những người xung quanh chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái năng lượng và cảm nhận được cái tinh thần thoải mái, vui vẻ của mình. Như thế mọi việc nó sẽ tốt hơn và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Anh Hùng nói là ba chỉ sợ là không có ai chăm lo cho hai mẹ con ấy. Mỗi lần nghĩ đến mà không có ai thì hai mẹ con cối cút các thứ. Rồi chị cũng phải ốm, thằng cu cũng phải ốm. Thì càng nghĩ như thế thì anh là cái khát vọng sống của anh lại càng mãnh liệt. Chứ anh không không nghĩ gì cho bản thân cả. Không là bao là sông, là anh hứa đêm đông. Và sao không là hạt sống, xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng.